VTC News. Các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút trò chuyện cùng nghệ sĩ. Chương trình được phát sóng vào Chủ nhật hàng tuần. Đây là không gian để các nghệ sĩ có thể giao lưu, chia sẻ nhiều hơn với người hâm mộ của mình. Khách mời ngày hôm nay của chúng ta là ai? Chúng ta sẽ biết ngay sau đây. Hoàng Con, tên thật là Nguyễn Sĩ Hoàng, sinh năm 2000, hiện đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành quan hệ công chúng và quảng cáo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng và niềm đam mê rực cháy theo những bước nhảy, Hoàng đã nhanh chóng gặt hái được nhiều thành tựu, trong đó nổi bật là giải nhất cuộc thi showcase tập thể Daniel năm 2019. Cùng với đó, hiện Hoàng đang là một trong những nhân tố trẻ tài năng của Last Five Crew, nhóm nhảy nổi tiếng trong giới hip hop Việt Nam với 12 năm tồn tại, phát triển và là cái nôi của một số gương mặt quen thuộc như Tơ Linh, Logi. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, cái tên Hoàng Con càng trở nên hot hơn trên cộng đồng TikTok với vai trò là người tạo ra trend nhảy cùng xe đẩy, chuyển trên nền nhạc OK OK của Logi. Hiện tài khoản TikTok của anh chàng đang thu hút 76,3 nghìn lượt follower. Xin chào Hoàng, cảm ơn vì bạn đã nhận lời tham gia chương trình. Đầu tiên thì bạn có thể gửi tới các độc giả một lời chào được không? Xin chào tất cả mọi người, mình là Hoàng Con và mình rất vinh dự khi được trở thành khách mời của chương trình ngày hôm nay. Mình mong là mọi người có thể cùng chia sẻ và lắng nghe với mình trong chương trình lần này. Không biết cơ duyên nào đã giúp cho bạn có thể theo đuổi và gắn bó với niềm đam mê hip hop cũng như trở thành một thành viên của nhóm nhảy Last Five Crew nhỉ? Thì cái cơ duyên của mình đến với bộ môn hip hop này nó không xuất phát từ đâu quá là xa lạ, mà nó xuất phát ngay từ chính những người anh của mình. Thì từ khi mình còn rất là nhỏ ấy, thì mình đã hay thấy các anh của mình đi tập nhảy, mặc những cái bộ đồ trông rất là chất, khiến mình rất là thích thú. Thì sau này khi mình lớn hơn một chút, mình đã đi tập nhảy và dần trở nên gắn bó cũng như là có đam mê đối với bộ môn hip hop cho đến tận bây giờ. Vừa học, vừa theo đuổi đam mê, không biết Hoàng có gặp phải sự ngăn cấm từ phía gia đình không? Nếu có thì bạn đã cân bằng điều đó như thế nào? Thời gian đầu khi mình mới đi tập nhảy thì mình đã gặp phải khá nhiều những cái rào cản đến từ gia đình mình. Nhưng mà sau này thì gia đình mình đã loại bỏ bớt dần những cái rào cản đó và chuyển sang ủng hộ mình. Để làm được cái điều đó thì mình đã phải cố gắng rất là nhiều để có thể đạt được những cái thành tích học tập tốt, để bố mẹ yên tâm về mình hơn cũng như là có cái nhìn thiện cảm hơn đối với hip hop và ủng hộ mình trên cái con đường theo đuổi đam mê hip hop của mình. Được biết, hiện nay thì trend nhảy cùng xe đẩy chuyển trên nền nhạc OK 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 đang rất hot, không chỉ đối với các tiktoker trong nước mà cả quốc tế. Không biết Hoàng đã lấy cảm hứng để sáng tạo ra trend này như thế nào? Hoàn cảnh để mình tạo ra được cái đoạn nhảy tiktok đó thì nó cũng khá là ngẫu nhiên. Thì tối hôm đó mình đang nằm nhà mình lướt tiktok, xong mình lướt đến được một đoạn nhạc của anh Logi, nó khá là vui và bắt tai. Thế là mình đứng dậy mình nhảy theo, xong mình thấy kiểu ôi động tác này hay này, ôi động tác này hợp nhạc này. Thế là mình cho vào thành một đoạn nhảy. Và ngày hôm sau mình có quay lại và mình up lên tiktok. Thì có một bạn tiktoker là bạn Trang Bi, bạn ấy đã cover lại cái bài nhảy của mình ở trong siêu thị. Và bạn ấy dùng cái xe đẩy để bạn ấy có thể là quay lại cái bài nhảy của bạn ấy. Và clip của bạn ấy đã được viral và được rất nhiều người yêu thích. Thì kể từ đó thì bài nhảy của mình được lan rộng rất là nhiều và dần trở thành một cái trend. Và mình cảm thấy rất là vui cũng như là rất là bất ngờ khi mà đoạn nhảy của mình đã có thể trở thành một cái trend và được nhiều người yêu thích đến như vậy. Trong những năm gần đây, hip hop đang dần trở nên phổ biến và nhận được sự ủng hộ của dư luận. Theo quan điểm của bạn thì bạn nghĩ thế nào về triển vọng của bộ môn này? Mình cảm thấy rằng đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Nó cho thấy rằng mọi người đang ngày càng nhận ra được những cái nét đẹp của nền văn hóa hip hop cũng như tiếp thu và phát triển những nét đẹp đó. Và mình tin rằng trong tương lai thì hip hop nói chung và những cái bộ môn nghệ thuật của hip hop nói riêng sẽ ngày càng phát triển và nở rộ hơn nữa. Trong tương lai, Hoàng có định hướng như thế nào đối với sự phát triển của bản thân? Bạn sẽ tiếp tục gắn bó với những bước nhảy hay lựa chọn một công việc khác và coi bộ môn này là một nghề tay trái? Thì đây là một câu hỏi rất là khó và mình vẫn đang cố gắng để tìm hiểu được câu trả lời. Bởi vì mình đã có rất nhiều những cái định hướng để phát triển bản thân trong tương lai. Gắn bó với nhảy thì chắc chắn mình sẽ vẫn gắn bó, nhưng mà liệu mình có tìm một công việc khác và để nhảy là nghề tay trái hay không? Thì bây giờ mình chưa thể trả lời được. Thời điểm hiện tại thì mình chỉ muốn là tập trung vào phát triển hết những cái tiềm năng của bản thân và để cho mọi thứ đến với mình một cách tự nhiên nhất. Bạn có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ trong suốt quãng thời gian hoạt động của mình không? Để nói về một kỷ niệm đáng nhớ nhất thì có lẽ là vào năm 2020 vừa rồi, mình đã gặp phải một tai nạn giao thông nghiêm trọng và khiến mình chấn thương rất là nặng. Và để bình phục sau chấn thương đó thì mình đã phải ở nhà suốt một thời gian dài. Và rất là may mắn khi mà bây giờ mình đã bình phục lại được như bình thường và có thể tiếp tục đi nhảy. Từ sau cái tai nạn đó thì mình đã luôn cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi mà mình vẫn được ở đây và vẫn được tiếp tục theo đuổi cái con đường đam mê của mình. Trong năm 2022, bạn đã có những kế hoạch dự định gì hay chưa? Trong năm 2022 này thì mình sẽ cố gắng học tập thật tốt để ra trường và đồng thời cũng cố gắng rèn luyện để trở thành một dancer giỏi hơn. Từ đấy là có thể lan tỏa và chia sẻ những kiến thức về bộ môn nhảy hip hop nói riêng và văn hóa hip hop nói chung đến với thật nhiều người hơn nữa. Chỉ còn hơn một tuần nữa thôi là chúng ta sẽ đến với Tết Nhâm Dần 2022. Hoàng có thể gửi một lời chúc tới các độc giả của báo điện tử VTC News nhân dịp Tết đến xuân về được không? Trong năm mới này thì mình xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và may mắn để có thể đạt được thật nhiều thành công cũng như là thật nhiều điều hạnh phúc trong cuộc sống. Xin cảm ơn Hoàng về những chia sẻ vừa rồi và chúc bạn sẽ có một năm 2022 thật thành công với những dự định cá nhân. Tới đây thì thời lượng của chương trình 10 phút trò chuyện cùng nghệ sĩ cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.